Thưa quý vị, tiếp tục thông tin về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại phiên làm việc thứ nhất diễn ra vào sáng ngày 13 tháng 8, Đại hội đã thông qua đề án nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh khóa mới và hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đề án đã được đại hội thông qua, số lượng nhân sự tham gia ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029 là 79 vị, tăng 4 vị so với khóa 10, trong đó tái cử 56 vị. Về cơ cấu kết hợp, người ngoài đảng chiếm 27,8%, nữ chiếm 21,5%, trình độ đại học trở lên chiếm 75,94%, độ tuổi dưới 40 chiếm 1,26% từ 40 tuổi đến dưới 60 tuổi chiếm 51,9%, trên 60 tuổi chiếm 40,5%. Tại đại hội, 100% đại biểu đã thống nhất cử 76 trên 79 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029, khuyết 3 vị so với đề án.